Xin chào cô chú chị mình nha Bữa nay á, thì em lên cho chị mình vào một con bò đực xin vừa mới tích mẹ với là một con bò cái chữa mẫu bông bay nha Mẫu đẹp nha anh chị Cái con bò đực xin này á, thì lông da anh chị mình thấy không Con bò này cái màu rất là đậm nha anh chị Phải nói là nó mà đậm cực kỳ luôn nha anh chị ở à, Sau này cái con bò này á, nó sẽ trổ màu lên màu khuôn mặt nhìn rất là tê bò nha anh chị Rất là đẹp ha và con bò này á, thì đầu trụi Sớ tích thì em kiểm tra thì con bò này thì nó hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, mặt và sớ lưng. Còn dò cẳng anh chị ha, đi đứng là trước sau nó nghiêm chỉnh đầy đủ ha. Chân là chân kiền đen nha chị, móng là móng sò nha chị. Đó, bò này thì nó cũng có len một miếng nó nằm ngay giữa hai giờ trước nha chị, có len nha. Mà bò đực mình nuôi thì nó không sao hết nha anh chị, mình nuôi thịt mà. À, về chiều cao thì cái con bò đực này thì em đo ngay Xá à, lưng á, thì chiều cao nó là từ 9 tất 5 cho đến là 9 tất 7 bò nha anh chị Gần 5 tháng bò nha Bò này á, thì cũng giờ mới đất mẹ tầm khoảng là 3-4 ngày nha anh chị Và giá cái con bò này á, thì nó rất là rẻ tiền Đó chỉ có 5 triệu rưỡi nha anh chị 5 triệu rưỡi nha Là anh chị mình sẽ chốt được cái con bò này Thì nói chung là cô chú anh chị mình đang ưng cái con bò đực này Mình muốn mua về á, thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp ngay xuống hội trên nha Để mình gặp em nha anh chị Bây giờ thì em sẽ xem em quay cái con bò cái bầu nha anh chị mẫu bông bay, bầu bò bơ nha Con bò cái bầu này thì sáng mặt xế lưng thì nghiêm chỉnh nè Lông da đầy độ mặt qua đen cậy đuôi nè Vú rúng anh chị thấy không? Cũng chèn anh chị Giò cẳng được hoàn thiện hết Móng sò chân kiền đen luôn Lông đu dài, rất là dài nha Đó, đòn dài luôn Yếm thì lòng hồng hang về cui nha anh chị Đó cái con bò này thì nói là mẫu bom bay nha anh chị nó cao là một m hai bò nha con bò bầu này á là nó đẻ hai con rồi và bây giờ thì đang bầu lại lứa ba nha bò này á thì đang bầu lại ba bê nha em đã nhờ thú quy lại gần nhà qua thăm khám, khám này rồi thì con bò này nó chữa chắc ăn 100 phần trăm nha nên là em sẽ lập giấy bảo hành cho chị mình bao chữa bao khám và bao lòi cho chị mình tớ đẻ luôn và khi mẹ em giao bò tới thì anh chị mình được quyền nhờ khu y lại gần nhà qua thăm khám, khám lại ha trực tiếp luôn vẫn ok nha Tại bò này trước khi mà em bán về cho anh chị mình đem về nuôi sinh sản lâu dài thì em đã khám rồi nha, chắc ăn 100%. Và con bò này lông da đỏ mặt, không len giá điểm mi, không đặt lỗi chỗ nào hết, không điểm khuyết nha, giá là 17 triệu 500 anh chị. Và sắp tới đây thì em có chuyến xe giao bò về Trà Vinh nha, thì cô bác anh chị mình có nhu cầu ở Bến Tre nè, hay là ở Trà Vinh thì anh chị mình hãy liên hệ trực tiếp ngay xuống khỏi trên cho em. Đó, để chúng ta là mua được một trong hai con bò này nha. Con được xin thì giá là 5 triệu rưỡi Con bò đó thì rất là thích hợp cho những anh chị mình ít tiền ha Để mình đầu tư mà đem về nuôi bộ béo nha anh chị Mà anh chị mình có đám tiệc, đám dỗ, đám quậy, đám cưới, đám hội, mặt tết thế này anh chị Anh chị mình làm thịt nó cũng ok luôn nha Rồi bây giờ em chào cô chú anh chị mình ha